Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép. Hôm nay bên cửa hàng Nam Tép xin giới thiệu các bác một cái lô mic số lượng có hạn có 9 bộ thôi ạ. Hàng BBS GS720, dòng đời 6 số, dòng đời cực là cao luôn, mà dòng là model cao cấp có tự ngắt nha các bác nhé. Số lượng chỉ có 9 bộ thôi ạ. Trước khi mà nói chi tiết về sản phẩm này thì em cũng nói luôn thế này. Vì do là số lượng của nó chỉ có ít, và thứ hai là cái giá này bên em là nhập là rất chi là cao, cho nên là thứ nhất là em sẽ không bán thợ, và thứ hai là cũng không áp dụng cái chính sách là các bác đổi hàng nhé, đổi hàng hoặc là nâng cấp nhé, tại vì số lượng nó có hạn, nếu nhiều bên em cho các bác đổi, tại vì là không có các bác lại mất lòng, vì nhiều bác là lúc khi mà đang dùng là thấy em có hàng đẹp lại gạ em nâng cấp lên, thì xin lỗi là cái này em không áp dụng cái chính sách đó các bác nhé, các bác thông cảm cho bên em. Thì lô hàng này tổng cộng của nó là chỉ có 9 bộ ạ. Giá bán của nó là 2.800.000 một đầu một bộ các bác nhá, hàng cực đẹp luôn. Duyên nguyên bản hết, toàn bộ hàng đẹp hết các bác nhá. Và còn nguyên cả thùng đây. Thùng hộp đựng luôn đấy, còn nguyên hộp đựng của bác nhá. Tất cả là 10 bộ, 9 bộ đều có hộp đựng hết đây, hộp của nó đây, em đang dựng ở đây các bác này. Đấy, nguyên hộp luôn nhá. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết luôn. Cái lô sản phẩm này là phải nói là đẹp trên 90%, sơn toàn bộ là sơn zin hết, tay chân là đẹp hết, đầu zin hết, zin từ cái anten đến nguồn là zin hết toàn bộ các bác nhé. Thứ nhất là tay mic thì đây em luôn, tay mic là toàn bộ là cái chụp lưới của nó là chụp zin của hết luôn đấy, đang còn nguyên cả chữ BBS ở trên đây, chụp là đẹp luôn, không cần phải sơn lại gì đó, tức là nguyên bản của nó đấy, không có phải sơn sửa gì hết, không, tức là bọn em chỉ là về là lau chùi thôi, không có hề dỉ xét, không có móp méo một cái nào hết, chụp nguyên của em, tức là bọn em không cần phải đụng chạm gì hết. Các cái nút kính là nút nguồn là đẹp hết các bác nhé, không có cái nào bị vỡ kính, nứt kính hay là bị lỗi gì cả, từ nút nguồn đều đẹp riêng nguyên bản hết. Toàn bộ các cái lẫy ôm pin của cái phần dưới là đang còn lành hết, không có cái nào bị gãy, không có cái nào bị xứt xẹo hết đấy. Về cái nắp đít thì toàn bộ nắp của nó thì nó sẽ có một số cái nó chảy xước theo cái năm tháng nó sử dụng, tuy nhiên là không có cái nào bị nứt, không cái nào vỡ, tức là lành hết đấy, không có cái nào mà lành, không có cái nào bị nứt hết các bác nhá, đảm bảo là lành sạch toàn bộ luôn đấy, chúng ta thấy đấy. Cái dòng này là chỉ sợ là cái phần dưới này nó hay bị nứt đấy, nhưng mà cái này thì đẹp hết các bác ạ, đẹp zin nguyên bản hết cho các bác. Thì dòng này là dòng BBS 6 số tự ngắt các bác ạ, dòng GS, đời GS, dòng có tự ngắt các bác. Thì chỉ có một bộ là duy nhất là cái bộ này đây, cái bộ này thì nó hơi chảy một tí, tức là có một cái tay này nó hơi chảy đấy, nó chảy như thế này thì cái phần này nó không phải là bị nứt, không nứt gì cả, do bên họ bị rớt cái keo 502 vào đây á, thì nó bị nó hơi chảy một tí, thì cái bộ này thì em bớt cho các bác nào lấy là 200.000 thì là còn là 2.600.000 bao ship đủ phụ kiện luôn. Thì đấy, cái này là toàn bộ là đẹp hết, nó thấy không? Tay là chân là đẹp hết nhá. Nhưng mà cái phần này là nó bị rớt một chút cái keo 502 vào đây này, chúng ta thấy không? Đấy. Tuy nhiên là nó có cái này thì chúng ta lắp vào thì nó cũng không có bị lòi gì cả, nói chung là đẹp hết. Cái phần đây lắp vào. Cái chống lăn dưới lắp vào là ok. Đấy, như ta lắp vào. Đẹp mà. Nói chung là bộ này bác nào lấy bộ này nó hơi xấu tí thì là em bớt cho 200.000. Thì dòng này thì toàn bộ là côn màu trắng các bác nhá, côn màu trắng dòng cao cấp ấy, côn xịn ấy. Thì trong các cái côn của BBS thì em cũng rất chi là thích cái dòng côn này, thì thứ nhất là tiếng nó sạch và rất chi là hay. Để em tháo luôn cái côn cho các bác xem nhé. Đây là cái côn của nó đây, bên em đây đấy, côn của nó thì cái dòng này thì nó thế này này, nó không cái côn ở đây, cái này là em tháo ra để cho nó lỏ lỏng, thì em quấn một cái lớp keo bằng keo điện ở đây để cho nó giữ cái côn lại, chứ còn mặc định của nó không có ốc bắt đâu ạ. Các bác để ý rằng là trong cái này này, cái dọ lưới này nó sẽ có một cái gờ, đấy các bác thấy cái gờ này không? Gờ bên trong này, nếu chúng ta thấy cái gờ ngay đây này. Giờ khi vặn vào thì cái gờ nó sẽ đè giữ luôn cái côn, nó sẽ giữ luôn cái mép, nó nằm ngay trên cái mép của cái côn này, thì chúng ta không cần cái băng keo này cũng được. Tức là nó sẽ chắc luôn đấy, nhưng mà tức là tháo ra tháo vô thì nhiều khi là nó sộc sạch, lúc khi tháo ra không để ý thì nó lỏng, thì em cuốn luôn lớp băng keo điện vào đây thì nhìn cho nó chắc chắn như thế này. Nếu còn nếu như mà không có lớp này thì các bác bóc ra thì vẫn ok ạ. Bóc ra thì nó có cái đây chúng ta thấy có cái lớp vành nhá, nó gờ nó lòi nó nhô lên đấy, cái gờ này nó khi vặn vào này nó sẽ đè lên cái này,
nó đè lên ngay cái mép trên của cái cô này thì nó rất chi là chắc. Đấy, thì cho nên mà bác nào không thích thì các bác bóc cái lớp băng keo này ra nhá, tại vì là em sợ là các bác là về tay máy cứ hay tháo ra tháo vào là nó lỏng cái cô, nó đứt đứt dây, mất công hàn lại thôi ạ. Đấy, thì đó là về chi tiết. Còn về đầu thu, đầu thu thì không có gì để nói ạ, toàn bộ đầu thu là đẹp hết các bác, đẹp nguyên bản luôn, nguyên bản luôn. Đấy, nhưng mà đẹp hết, không có cái nào cả. À, thậm chí là từ cái anten, trên cái anten đều có chữ BBS dập nổi hết. Đấy, toàn bộ anten của nó xịn luôn. À, dòng này thì có cả jack 6 ly và jack Canon các bác nhá, jack Canon và jack 6 ly. Tem BBS đây, nằm ngay ở phía dưới đây. Đấy, tem này, hàng xịn. Và hộp đây, hộp của nó thì đây, cái hộp của nó thì tất cả các bộ này đều đóng còn nguyên bộ hộp của nó hết các bác nhé, không có cái bộ nào mà mất hộp cả. Nói chung là hộp đang còn lành hết, lúc khi em gửi cho các bác sẽ đóng lại trong cái hộp này luôn cho các bác. Phụ kiện của nó thì đây, đầy đủ hết các bác, từ chống lăn này. Đấy, chống lăn đây. Đây, chống lăn chúng ta thấy là chống lăn này, chống lăn đang còn đầy đủ hết, chống lăn, anten xịn của nó luôn, anten của nó có chữ BBS dập ở trên luôn các bác nhé, anten xịn đấy. Đấy, anten của nó luôn, thậm chí là dây 6 ly xịn luôn, dây 6 ly theo ấy luôn chứ không phải là dây mới luôn, dây xịn, dây bãi luôn của họ đấy, dây 6 ly xịn theo thu mic luôn khi mua, và nguồn xịn luôn, nguồn luôn, toàn bộ nguồn của nó xịn luôn nhé, không có cái nguồn nào mới đâu ạ, nguồn xịn hết, nguồn bãi xịn hết. Đấy, 10 bộ là 10 cái nguồn xịn hết, tức là đầy đủ phụ kiện cho tất cả các bác. À, khi các bác mua hàng này sẽ nhận được là một bộ đầy đủ luôn, là gồm có hai tay mic đầu thu, hai bộ chống lăn, tức là chống lăn, dây 6 ly và nguồn, đầy đủ lắm. Các bác chỉ việc lắp pin rồi các bác xài thôi ạ. À, hàng này thì áp dụng chính sách là bảo hành 1 tháng các bác nhá. À, 1 tháng 1 đổi 1. À, giá nhắc lại là 2.800.000 đồng bao ship các bác. À, bao ship mọi miền Tổ quốc. Các bác đặt hàng thì chỉ cần cho bên em số điện thoại và bên em sẽ gửi hàng đến tận nơi. Các bác nhận hàng mới thanh toán, không cần phải cọc, được test hàng trước khi nhận ạ. À, nhắc lại giá là 2.800.000 các bác nhé. Vâng, đấy, tình trạng hàng là em đấy, em nói rất rõ trên này. Nó sẽ có những cái bộ nó chảy xước một tí, tuy nhiên là hàng cơ bản là ra ngoài đẹp zin hết, zin nguyên bản hết cho tất cả các bác, cực kỳ là đẹp luôn. Nói chung là ước gì là lô nào nó cũng như thế này, nhập về nó cao một tí nhưng mà bên em không phải mất quá nhiều công. Đấy, các bác thấy không, toàn bộ các cái tay của nó rất chi là đẹp. Đấy, chỉ riêng có một cái tay này nó hơi xấu một tí để bên em bán giảm giá. Còn tuy nhưng mà xấu nhưng mà tuy nhiên là nó vẫn rất chi là đẹp, toàn bộ đằng trong đằng ngoài là rất chi là zin nguyên bản của nó hết các bạn, từ các cái ôm pin lẫy pin là lành hết nhé. Đấy, vâng, em xin kết thúc video tại đây nhé, xin cảm ơn tất cả các bác nhé, xin chào, hẹn gặp lại.